Một tháng nô nô được đại gia cho 5 tỷ tiêu xài, chúng mày càng chửi thì tao càng có tiền. Tao nói được tao làm được, ok, nô nô nói được, nô nô làm được. Còn nô nô không nói tụi bay đừng đặt điều bịa chuyện ra. Thiệt sự mình muốn hiền mà các bạn không cho mình hiền là sao? Ai là người sản xuất cái tờ báo đó, tìm được bằng chứng nô nô nói câu đó cho 10 tỷ tụi bay tiêu xài thoải mái. Nô nô bức xúc lên tiếng về tin đồn một tháng kiếm được 5 tỷ đồng. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi TikToker Nô Nô bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt cũng như là bị TikTok xóa tài khoản vì đăng tải loạt video có nội dung xúc phạm đến người khác. Ồn ào chưa lắng xuống thì Nô Nô đã tạo ra tài khoản mới và tiếp tục đăng tải những video đi làm từ thiện. Mới đây thì anh chàng đã lên tiếng giải thích về thông tin được đại gia bao nuôi. Cụ thể thì trong một trang mạng đã đăng tải bài viết Nô Nô được đại gia chu cấp 5 tỷ đồng mỗi tháng và có phát ngôn như sau: càng bị chửi càng có tiền. Bài viết này đã khiến cho anh cảm thấy bất bình và khẳng định đó là tin tức bị đặt. Đính chính thông tin trên, Nô Nô khẳng định sẽ cho người sản xuất bài viết ấy 10 tỷ tiêu xài nếu tìm được bằng chứng anh chàng từng nói đó. Nam TikToker mong đợi mọi người đừng đặt điều, đừng bị chuyện cho mình. Sau đó thì anh chàng cũng không ngần ngại nhấn mạnh thêm một lần nữa vì bản thân sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như mọi người tìm được bằng chứng. Nô Nô cho hay sẽ không giải thích nữa vì nam TikToker này tin rằng người thích mình sẽ luôn tin tưởng mình. Những ai không thích mình thì hãy xem lại và đừng đọc những bài đăng lá cải như thế này. Dù anh chàng có vẻ rất nghiêm túc và bức xúc khi đăng tải video này, thế nhưng phía dưới bài đăng thì nhiều người dùng mạng xã hội vẫn để lại nhiều bình luận tiêu cực cho anh chàng. Đồng thời nhiều người còn mong chờ rằng Nô Nô hãy dừng việc làm video để câu view câu like đi.